Rồi, hello, xin chào anh chị em các bạn đến với kênh YouTube của Thắng Bài Cơ ha. Thì hôm nay mình lại tiếp tục cập nhật cho anh em một số cái mẫu xe máy cũ ha. Xe máy cũ hôm nay thì mình sẽ cập nhật một số cái mẫu xe mà khách mua mô tô đổi lại cho cửa hàng, thì hôm nay thì mình sẽ cập nhật tổng hợp ha. Đó, này thì anh em ủng hộ khá là nhiều nên mà bán cũng còn một số cái mẫu thôi. Đầu video thì mình cũng sẽ cập nhật lại cái thông tin địa chỉ cửa hàng ha. Hiện tại thì mình đứng cửa hàng Phong Mô Tô ở địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Cửa hàng thì có mua bán trao đổi tất cả dòng xe và có hỗ trợ trả góp nhé và ship xe toàn quốc. Trả góp thì anh em chỉ cần có căn cước công dân từ 20 tuổi trở lên, không nợ xấu, mình trả trước 30% giá trị xe. Đó. Và trả góp thì em chỉ cần có căn cước công dân, mình phải đến trực tiếp cửa hàng nhé. Đó. Vì đến trực tiếp thì ngân hàng họ sẽ lên hồ sơ cho anh em được ha. Đó. Anh em có thể thấy là số lượng xe cửa hàng thì có rất là nhiều cái mẫu mô tô và xe máy luôn. Nên anh em cần mua bán hay trao đổi xe thì mình cứ mang xe trực tiếp cửa hàng nhé. Còn anh em ở xa mà không đến được thì mình cứ inbox Zalo, cửa hàng sẽ cung cấp thêm thông tin hình ảnh kỹ hơn và ship xe cho anh em ha. Đó, anh em ở xa thì mình chỉ cọc cọc được từ 2 đến 3 triệu thôi là cửa hàng ship xe thôi. Đó, thì bây giờ thì mình sẽ đi lại để gặp của em bán hàng ở đây thì mình sẽ cập nhật giá ha. Đó. Rồi, lần của em bán hàng đây ha. Rồi, hello em. Đấy, Anh hôm nay nha, thì chào bạn. mình sẽ cập nhật từ hàng này luôn ha. Đấy, Ừ, chiếc chiếc này này là thì mẫu Raider Raider Sunker này. Sunker xe 2014 biển 66 nhé. Chiếc này thì đang giảm giá chỉ còn 15 triệu 500 thôi. Đấy, 15 năm ha. Đấy, con này biển 66, máy móc là vẫn zin em ha. Vâng, máy móc zin, bảo hành 6 tháng nhé. Đó, và tất cả các dòng xe cửa hàng bán thì có bảo hành máy móc 6 tháng em nhé. Đấy, con này đi cũng khá là nhiều, đi 81 ngàn. Đấy, nói chung là xe đi nhiều nhưng máy móc zin, rất là êm anh em nhé. Dàn áo liền lạc cứng cáp máy móc zin, ok, giá cũng rất là rẻ ha. Đó, 15 triệu 500 ha. Đấy, giá rất là rẻ đâu. Còn bên này thì có mẫu Còn F bên kia 155 này. 155, chiếc này 2021 biển 69 thì hiện tại đang giảm chỉ còn có 28 triệu 800 thôi. 28 triệu 8 ha. Con này biển 69 Cà Mau. 69. Đó, mình xem con này ô tô bao nhiêu rồi ha. Ô tô con này đi 22.000 cây rồi anh em ạ, 22.000 cây rồi. Đó, bán 155, máy móc rất êm luôn. Đấy. Ok. Đó, 28 triệu 8 ha. À, với cái giá này thì chưa bao gồm phí rút hồ sơ anh em nhé. Anh em mà rút hồ sơ thì mình phụ thêm phí ha. Đó. Hoặc là anh em mà muốn cửa hàng hỗ trợ sang tên luôn, cửa hàng sẽ hỗ trợ cho anh em luôn ha. Đó, và cái phí này thì chưa bao gồm cái phí rút hồ sơ sang tên nhé. Còn 155 thì bên này còn mấy chiếc nữa. Một năm Đó. năm chỉ còn một chiếc thôi. Ở bên cạnh thì có À, cái đích. 150, 150. Chiếc này thì À, bên này 2020 150 ha. biển 38 đang giảm chỉ còn 22 triệu 800 nữa. Ở 22 triệu 8 biển 38 mình coi là con này ô tô nó bao nhiêu đây. Đó. Biển Odo này đi 25.000 cây anh em. Đó, 25.000 cây ha. Đó. Ok. Máy móc rất Đó, là máy móc êm luôn. êm ha, 22 triệu 8 thôi ha. Đó, 800. và bảo hành cho máy móc làm 6 tháng luôn đó ha. Bên Còn bên này thì cạnh cũng là S150. chiếc này đời 2016 biển 68 giá là 16 triệu 800. 16 8 thôi, con này 2016 biển 68 em nhé. Đó. Mình sẽ xem là con này Chiếc này đi 22.000 cây. đó 22.000 cây ha. Dàn áo cũng có ha, còn cứng cáp liền lạc. Đấy, bô thì bô zin luôn. Con này Chiếc yếu này bình được ha. đang yếu bình mất rồi. Còn bên dưới này có ẹt 135, 135 hôm nay thì còn 135. còn một chiếc thôi à? Còn duy nhất một chiếc nhé. Chiếc 135 còn một chiếc thôi. này có 2013 biển 86, giá đang giảm còn 12 triệu 800. Còn 12 8 thôi. 12 8 thì giá rất là rẻ anh em ạ. Thì xem cái nổ máy của con này, máy móc có êm không? Con này chắc để lâu thì chắc Bị cũng lâu. yếu bình rồi. Đó. Rồi. Xe đang yếu bình. Còn cái mẫu xe số ha, xe số Xe hôm nay số vẫn còn mấy chiếc nè. có hai chiếc Đấy, Sirius này. xe đốt bánh cong thắng đua. Chiếc này 2012 biển 66, giá đang giảm còn 7 triệu 500 nhé. Còn 7 triệu 5 thôi, biển 66 nhá. Biển 66 2012. Đấy. Còn là máy móc còn zin không em? Máy móc nguyên zin Máy nhé. móc zin luôn. Đó, dàn áo thì liền lạc cứng cáp ha.
Còn chiếc bên này mình thấy là cọp hơn này. Chiếc này cũng là Cirrus luôn, bánh mâm thắng đĩa. Chiếc này 2017 biển số 23, giá Đó, là 9 triệu rất là đẹp 800 luôn. nhé. Đĩa chưa có bị sọc mòn nhé. Con này đi mười mấy ngàn này phải không? Bảy ngàn. 17.000 cây ha. Rất đẹp anh em nhé, máy móc cực êm. Đó, nhìn thấy là áo giặt chân sạch đẹp ha. Đi 17.000 cây thôi. Đó, con này còn 9 triệu 8 ha. 9 triệu 8. Rồi. Bên cạnh thì còn chiếc Quay Way Alpha Alpha 2010 biển 54, giá 8 triệu 300. đó, biển Sài Gòn luôn. Xe Này để chắc lâu hết hết xăng hay sao rồi. xăng. Đó, đàn áo cứng ha, cứng cáp. Con này 8 triệu 3 thôi, 2010. Còn đây thì có Đây, mẫu đây đây. SOM 50. 2019 biển 68, giá là Đó, 9 triệu 800. 50cc anh em nhé. 50cc. Hôm nay có giảm còn 8 triệu 8 nhé. 8 triệu 8. Đó, giảm còn 8 triệu 8 thôi. Giàn áo sơn màu rất đẹp. Đó, 8 triệu 800. Con này hết xăng hay sao rồi. Xăng rồi. Đó, con này thì không ngờ để đây cũng khá lâu rồi. Đó, đời này anh giảm giá cho còn 8 triệu 8 thôi. Dành cho anh chị em nào có con đi học này. Hoặc là không bằng lái cũng đi được ha. 8 triệu 8, rất là rẻ. Còn bên này thì có Winner V1 ha. Chiếc này 2018 biển 93 giảm còn 15 triệu 800. 15.8 ha. Đó, biển 93 Bình Phước. Chiếc này đi 32.000 cây. 32.000 cây, Máy con này móc vẫn zin nhé. 2018. Đó. Máy móc là zin, chỉ có mất cái chữ ở đây thôi. Lên quả bố độ. Đó, lên cái bô Uma Racing gì đó ha. Máy móc là zin luôn anh em. Đó. Chiếc này cũng 2018, biển 17 cũng chỉ có 15 triệu 800 thôi. Ồ, con này cũng 15 triệu 8 ha. Con này lên cặp mâm ba đao này. Đấy, 2018. Ha. Chiếc này đi 28.000 cây rồi nhé. 28.000 cây ha. Đó. Dàn áo thì cũng cáp liên lạc em nhé. Đó, anh em ở gần thì mình có thể là đến trực tiếp để xem xe. Anh em ở xa thì mình kết bạn Zalo, cửa hàng sẽ gửi thêm thông tin hình ảnh xe cho anh em ha. Còn mẫu Winix thì hôm nay có cả mẫu V2, V3 luôn. Mình sẽ cập nhật cái mẫu V2 trước nhé. Chiếc này 2019 biển 84 đang giảm còn 21 triệu 800 nhé. 218, con này bản ABS luôn. Có ABS. Chiếc này đi 18.000 cây. 18.000 cây thôi. Ok anh em nhé, nó đi 18.000. Xe còn rất là đẹp anh em nhé, ABS luôn. Còn đây có mẫu đen nhám này. Em đi phòng sau game tí em quay biển số đâu luôn ha. Con này cũng là bản ABS nhé, V2 luôn. Đó. Chiếc này 2020 2020 à? biển 60 anh Ồ, nó đẹp, giờ áo còn rất là đẹp anh em ạ. Đó. Này, đi 10.000 cây thôi. Ủa, mới đi 10.000 thôi hả? Xe rất là mới. Ồ. Đi 10.000 cây mẫu đen nhám anh em này. ABS. Máy móc rất là êm. Xem này, con này giá của bao nhiêu? Còn 218 à? 21 triệu 800. 218 biển 60 Đồng Nai nhé. Xe thì rất là lướt. Còn bên này. Bên này cũng 2019 biển 71 cũng chỉ có 21 triệu 800 thôi. 218 luôn, cũng là bản ABS em nhé. Mẫu V2 ha. Đó. Chiếc này đi 22.000 cây này. 22.000 cây biển 71. Móc rất là êm. Rồi, ok. Còn chiếc bên này cũng là mẫu V2 ABS này. Chiếc này hay cũng 2019 biển 49, giá cũng chỉ 21 triệu 800 nhé. Rồi, 218 luôn. Bản ABS. ABS luôn. Đấy, biển 49 Lâm Đồng. Đây cũng đi 22.000 cây rồi. 20.000 ha, 20.000 cây. Đó, móc thì bao thì thầm luôn. Đó, và tất cả cái dòng xe anh em mua cửa hàng thì vẫn bảo hành cho em là máy móc 6 tháng nhé. Còn trên này thì có mẫu V3 nữa anh em này. Mẫu Winix V3, V3 con này biển 37 này. Chiếc này 2022 biển 37 giá chỉ còn có 25 triệu 8 thôi nhé. Mẫu V3 con này bản 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 thường thường ha. Đấy. có cây 258. 25 triệu 800. Chiếc này đi ít, đi có 6.000 tư rồi. 6.417 cây thôi em nhé. Đó. Rất đẹp. Xe thì Máy zin móc nguyên bản ha. rất là êm luôn nhé. Rồi. Bên này thì cũng là mẫu V3. Chiếc này cũng 2022, chiếc này biển 84 cũng giảm chỉ còn 25 triệu 8 thôi. 258 con này thì lên được cái Lên phuộc này với lại cặp mâm. phục. Đó.
màu đen bóng rất là Màu đẹp đen. này. Con này ô tô nó bao nhiêu đây? Con này Chiếc biển này, số 84 đấy. chiếc này đi nhiều hơn chút, đi 15.000 cây. À, con này đi 15 ngàn ha. À, Máy móc cũng hai ổn chiếc đấy. này là đồng giá nhưng vẫn thường. À, máy móc thì bao thì thầm luôn. Máy móc là Còn bên này thì có mẫu xe tay ga, mẫu này là NVX 155. chiếc này Đó, con này 2017 thì phải ha. 2017 biển Đó. 60 nhé. Đang giảm chỉ còn có 18 triệu 8 thôi. Rất là 18 rẻ. triệu 8 ha. Đó, hôm nay 18, 19 xuống còn 18, hôm nay chắc còn 18 tròn này, 18 18 triệu tròn 8. này. Đó. Con này Xe thì có lên được cây ba ga rồi hai tay thắng đồ chơi, đó, cặp phục ô lin. Bản này là bản chìa khóa thường ha. Đó, 155 kiểu dáng hầm hố thể thao, anh em mà dáng co to con xíu đi con này khá đẹp ha. Đó. Thì trong khi quay mà anh em chưa có chi tiết chiếc xe nào thì mình cứ inbox Zalo ha, cửa hàng sẽ gửi thêm thông tin hình ảnh xe cho anh em. Đấy. Rồi, địa chỉ cửa hàng thì nằm địa chỉ là 64 Nguyễn Tri Phương, khu phố Bình Minh 2, Dĩ An, Bình Dương. Đó, anh em mà chưa biết đường thì cứ kết bạn Zalo ha. Đó, cửa hàng sẽ gửi thêm vị trí chính xác cho anh em. Đó. Rồi thì cửa hàng thì có hỗ trợ trả góp, có ship xe toàn quốc nhá, có mua bán trao đổi xe luôn. Nên anh em cần trao đổi xe hay là mình ship xe về đâu thì mình inbox Zalo. Đó. Và cái giá này thì cửa hàng chưa bao gồm phí rút hồ sơ ha. Anh em rút hồ sơ thì mình cứ thêm phí ha, cửa hàng sẽ hỗ trợ rút anh em được ha. Rồi thì hôm nay thì mình đã cập nhật lại hết tất cả các mẫu xe. Anh em mà quan tâm cái mẫu xe nào thì mình cứ kết bạn Zalo hoặc là trả góp thì mình cứ đến trực tiếp cửa hàng nhé. Rồi còn anh em mà cần báo giá mua thêm mẫu xe nào thì cứ bình luận bên dưới, mình sẽ làm video sau để cập nhật báo giá sau. Còn bây giờ xin chào, hẹn gặp lại anh em những cái video sau ha.